Khi nào lực nơi bị chia đọc mũi chmua thà xà thụ xây lẹ chia đọc. Nơi kháng đá miền bò rò mà nẹ gọt miền con xây buồn nẹ. Con xây gót sạch bình vây cục ca rồi mồm à chả rịp. À bìa bàn xoa mây phẹt rời dìa chẳng tay. Khi nông ca nó miền bò rò buồn nẹ đá để miền vây bà hai nâng con xây gót. Cho tới đầm bay từ đây đến đằng chẳng bàn con xây đằng buôn đồ bọc quạt nâng anh. Bà rõ chìa bốc mà đai nâng mình đăng thà lược aoi nè na kết bì cha rà na cho mùi phẹ rì dìa nâng kết. Mình nâng khơi nè na ta xong cho mùi con xây thằng buôn nâng. Bà rõ thằng buôn nâng mà nè chìa nè mình rụt liền xâm há nà mình xâm bò xa át. Bên tái chìa nè mình mình xây la cha rà vọt thế. Bà rõ tí bí cứ chìa nẹ đà miền vầy trông chùm na. Nè, bò đầy vầy chân tử, vầy trông chà chân kì. Chùm này bà rõ tí bây nâng ánh bò đầy bò tà đào chiết, tà đào tà câu, lò o, kà bông phu. Miền kì rộp an, ấy sọc kà rộp bài giá chân tử. Chùm này bà rõ chong kào kì cứ còn miền sở cả bảo vật sở lăng chi bảo cả đầy chẳng bảo thằng bồn nẹ nâng cứ miên lạ cả nạ xâm bạch xênh khá nê chân tay mà nẹ rục sẵn há mà nẹ tiết để miên vây cha chương kế mà nẹ tiết miên tà câu miên tiết là ó mà nẹ chân cái đó miên là cha rồi vọt cho nẹ bảo vật sở lăng chân tay cô vọt kết bì nẹ phẹ rồi dưa cô vọt nâng mình đang thả lược ai nè nà đi kết khơi nức 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 ตะกรับถวายบังคมพระสัมมาสัมพุทธเพียงจังหันเพียงไอ้นั้นให้บ้านเรียบรอบเรื่องราวนึงปราบไปพระสัมมาสัมพุทธบ้านพระองค์ตรงสมัยท่าสมัยเจ็ดมนต์บันดิตนั่งเกาะบ้านจูบเรื่องราวนั่งได้พระองค์เลิกอัตตะนิตีนขนองการเนาะพระบรมโพธิสัตว์พระองค์การเจียโกนหรือบ่ก็ระบบมันเนี่ยได้เจียโกนหรือบ่เนี่ยเบียนตรอบละโม่เตรียนโซดในที่กรองกัดตะศิลา เรียนโซดบานเจ๊ดังชราเนาะก็เอาเธอครูจ้าขนมกันเนาะโกนซะระบบกวาดนั่งไอ้เมียนโกนใส่บุญเนี่ยโกนใส่บุญเนี่ยจิ๋ลโมมกรุบการีบอาเปียปีเปียสวามัยเพื่ออะไรเยอะจังได้ให้ทราบแต่เมียนบารอบุญเนี่ยเนี่ยบารอบุญเนี่ยนั่งไอ้แต่ส่องไปละโมมจมวยนั่งสตรีทั้งบุญเนี่ยนั่งโจมมาสตรีดัดดัง con sao thằng buôn nẹ nâng cất tham mình đăng chỉ lược ao này na thế bữa sắt ta miên chậm nói là o xem cái chẳng nè kha miên ruột là o nè kha miên vây cha xong rôm nè kha bò đầy chiết nè kha miên sơn chẳng cất mình tránh nó khơi cua cha để thọ bồng riêng thọ práp chẳng thấy châu từ đó cua cha cua riệp rọ práp cua cha chẳng thấy tha bỏ rọ thằng buôn nẹ nâng mà nẹ nâng cứ chỉ nẹ để miên ruột sằng hà nẹt thì pí chỉ nẹt đại miền vây chặt chiên kì nẹt thì bấy chỉ nẹt bò được bò tại đòi chiết đòi tập cầu chân tới nẹt thì bún chỉ nẹt miền xây la cha ra vọt lọ chân tới đòi riệp rọt tới práp krua cha práp tha nẹt này dây ấy đại nẹt đại miền rụng sầm bạt lọ ấy nâng có bật mén bàn tay nẹt mình miền xây la cha ra vọt mình miền cà práp bật lọ có công tay mình miền chiêm nô lọ tê sầm bay nẹt đại miền vây đại cha nè vây đại cha chơi ria cả đói chấm rán đại vây cả đói phân tay mình miền ca bật bật là o nắng co mình toan chặt tục tham mà nu là o đại hai mươi tiết sầm bay nè đại sầm bô đại chiết đại tự câu cát mực không tự câu bông pu tự câu miền trập sầm bạch chán phân tay pha xây la cha rồi vót nắng co bật đất tăng lái mình chặt tục tham nu là o đại phân tay sầm bay nè mình miền tự câu bông pu mình miền trập sầm bạch phân tay chỉ nè miền xây la cha rồi vót là o nắng anh cứ chỉ nẹ đài xòm cu xâm rạp bột rồi bỏ nẹ xâm rạp con xây rồi bỏ nẹ con xa rồi bỏ hạ cha thì xa và màu nâng bàn xa đạp chân tới bàn lơ con xây nâng ai tới bỏ rõ đài chỉ nẹ miền xây là cha rồi vọt là o nâng tới xa rộp rương ra và chỉa đạo nâng mộc vinh cứ chẳng ọc rùm ông bì lẹ cái nạ xâm bạc rồi bỏ mà nô đài chỉa bục chìa mà đang ngay đài có cái khắc gọt điệp tròm tục đại côn bỏ xây chân tay vấn đá có tích lạc gọt
mơ bị chậm nói khang kra ấy chân tay miền trọc xâm bạch ấy chả hình ấy chứ có nâng chỉ cả bất hay phần tay đây là ô bất bạc cót đuôi bè đi bà đạp rộng bồ để sát bà đạp xâm bất lực là nâng nẹ đài bà bất là ô nâng cư chìa mà nụ mình nghe đừng rộng bàn thế cứ miền xa là miền ấy chọp nâng khuôn chân tay xâm bay miền rộng bồ miền tà cô cung phu hồ ấy dàng nà cả đói bàn tay ọt miền xa là tì bằng phót tay có cung tà bà dập hùng bàn tay để miền xa là mình chỉ tì bằng cực chiệt sau bữa chiều đã nằm mọc vĩnh cư kru ở cha thị xa và mọc nông cá nóc ban mọc chiều prasama sampot bà rô mạc kru này dưỡng sông ạ nằm mô thân đi.